mà thấy vậy em nói trời ơi, sao cắt hết cục. Không, em sắp cho mình thôi, giờ mấy đứa kia em đâu có sắp cho nó, bởi vì sợ hắn lấy lộn mẹ. Giờ sợ bà có bán bún này, ngon hơn bà bún. Vậy kiểu Campuchia đây. Không, bà cái bún này bây giờ nó cũng đồ giả nhiều lắm nha bà con nha. Bữa bún, anh cho em nha. Bỏ mua cái bữa bún về mà cứ... Giờ nó hết, bữa chung nó nói rồi, tôi đi Paris Store chảnh không có. Không có, hết rồi. Anh hỏi nhận chưa? Nó nói không có hàng. Anh gửi qua cho chị luôn nha. Gửi chưa? Gửi là không biết anh nhận chưa? Không biết phải số anh không? Muốn cho nó. Gửi đừng gửi cho ai đâu. Gửi đâu? Gửi Facebook hay gửi đâu? Chưa có. Bữa nào xuống bứng cho chị vài cây về chồng. Bây giờ này chồng được nó không? Hết rồi. Anh Kim số 25 là số số mấy anh Kim? 28, 25. Mau lên chồng ơi, bánh công đi. Mau lên lắm chị ơi.